bạn ơi, thì mình nghe người ta nói là chiếc Suzuki mà Acelo đó là nó chạy là rất là ngon, mà nó tay côn, mà cái giá của nó mềm nữa. Thì bây giờ ở đây là xe này là xe cũ rồi đúng không? Bây giờ cái chiếc này là bạn có thể tư vấn sơ cho mình về cái này, nó máy rồi nó êm được không hay nó sao? À, là nó là cái xe này là dòng thị trường hả? Nếu mà giờ mình mua mới chiếc xe này thì bao nhiêu tiền? Ba mươi một triệu. À, còn chiếc này bây giờ mình bán lại là bao nhiêu? Chiếc này giờ em bán lại là 14 triệu. À, 14 triệu. Như vậy là nó là mười, nó có là lỗ hơn một nửa. Đúng rồi. Như vậy chiếc này là cái đời này là năm nào ạ? Đời này năm 2015. À, 2015. Acelo 2015. 14 triệu ạ? Vâng. 14 triệu. 14 triệu. Nó còn bình còn đè gì lên được không? Còn nghe để lâu em đang đưa cửa bình rồi. À, thôi cái nó yếu thôi, bây giờ mình xem qua thử coi hàng nó có chất lượng không nha. Thì rồi cảm ơn bạn, giờ mình sẽ xem qua cái xe. Rồi. Về thắng đĩa này thì mình thấy nó là một loại thắng tốt nè. Thắng này là thắng có nghĩa là nó là thuộc cái loại thắng trượt nè, thắng láng nè. Cái loại này không bao giờ bị cắm đầu. Là mình thấy là một cái của hàng hàng của thằng Suzuki làm tốt rồi nè. Rồi vành mà của chính hãng thì thường thường nó sẽ chế với một cái, nó không bị đảo và nó sẽ đạt được một cái tốc độ của cái vòng tua rất là cao. Bởi vì sao? Nó sẽ không có cái chỗ nặng chỗ nhẹ đó, kết hợp với lại một cái vỏ tốt thì nó sẽ cho chạy cái xe nó rất là êm ái và nó không có bị cản cái tốc độ của xe. Rồi xem hết nha. À, Uri. À, ông nhớt để nuôi cam. Rồi. Nói chung về máy của Suzuki thì nó thiết kế, nó cải tiến lại theo một cái môi trường nhiệt độ và cái tốc độ của nó đó. Nó khác với những cái đời kia. Cái này thì nó vẫn xài bình xăng con loại bình thường chứ không có xài FI là phun điện tử nồng. Nói chung là với cái thiết kế này thì dòng xe này thiết kế dạng như là cổ điển, tại nó thị trường thì cái giá nó cũng rẻ hơn Acelo, cái giá nó rẻ. Cái này thì xài thắng sâu cũng thắng đĩa thắng dầu luôn nè các bạn nè. Đấy. Nắp này thì còn rin nè, bô là rin luôn nè. À, bô rin. À, bô rin này. Cái này này xài thân đĩa đồng. Nói chung là nguyên bộ này là còn oxy rin hết. Đây. Thắng dầu rồi còn rin của nó hết. Xe này biển số Lâm Đồng và hiện tại nó đang ở Lâm Đồng nha các bạn nha. Đấy. Ừ. Đến giờ là vẫn còn vậy là quá ok rồi. Đây. Nắp này bằng nhựa nha các bạn nha. Đây. Nó giống với lại những cái đời mà những cái đời nó giống với cái Acelo đời sau này. À, Acelo này là đời trước rồi. Giống, nó vẫn giống, máy nó vẫn thiết kế cũng gần giống như các cái đời sau này của Suzuki Acelo. Đây. Thì mình xem đồng hồ nó coi. Chiếc này mới chạy được có 21.131 km. Nói chung đời Acelo thì được đánh giá là rất là ok, rất là tốt đó. Rồi. Bây giờ mình nổ máy thử coi nó còn êm không à. Bình này thì lâu quá rồi, có lẽ là cũng mình đạp đi. Không. Hết xăng rồi.
xăng về số 0 rồi, hết xăng rồi. Cháu ở đường trung tâm cách có 15 cây thôi là trung tâm. À, máy lâu quá hết xăng rồi, giờ mình mới mua thử miếng xăng rồi. Máy rất mạnh mà êm. Nói chung Suzuki thiết kế những cái dòng xe này thì rất là ngon. À, xe này là xe Taycan luôn các bạn nha. Bây giờ mình vô số nè, mình thử mình đạp xuống cái coi. Đó, hình như nó móc lui. À, đây là số 1 à. Nó số đạp tới nè, số 1 nè. Rồi bây giờ mình thử vô con mình đạp số 2 coi. Ủa, à nó móc lui. À nó móc lui lại. À, nó móc lui. Mạnh ghê chưa. Rồi mình móc thêm cái nữa coi. Móc lên nè. Đây. Ô, mạnh quá trời mạnh chưa. Các bạn thấy không, gan ti mà nó chạy, nó kéo bánh vẫn ok. Rồi bây giờ mình móc thử lên thêm một số nữa coi. Đây, số 4. Rồi mình buông côn cho nó chạy coi. Đó, số 4 gan ti vẫn chạy hào hào, các bạn thấy không, là máy cực êm luôn. Nếu mà 14 triệu mà để mua một chiếc xe vậy thì rất là thích. Rồi thử coi mình móc nữa coi về mo. Cái này nó móc lên nữa nó không về mo mà mình phải đạp tới. Đạp tới thì nó mới trả về mo được các bạn nha. À, nói chung mình cũng chưa có quen về cái dòng Taycan lắm. Thì chiếc này với giá 14 triệu thì rất là rẻ. À, quay để các bạn nào mà xem thì nếu mà muốn mua thì hãy gọi điện để mà mua nha. Gọi điện cho anh Hậu, mình sẽ đặt cái số điện thoại trên tiêu đề. Và chiếc xe này thì ở hiện tại là nó đang ở tại là thôn Ba Đình, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn nha. Ở Túc ở Lâm Đồng lận ha. Đó, Túc ở Lâm Đồng. Rồi, thị trấn Nam Ban, thôn Ba Đình, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng các bạn nha. Rồi. Đây, mình soi kỹ cho các bạn xem rồi đấy. Anh bật đây là khóa. Nó không biết. Xài thắng đĩa sau thắng đĩa trước luôn các bạn nha. 14 triệu thì có một chiếc Taycan vậy thì tính ra rất là rẻ. Chứ xe cái đời này là chạy rất là ngon. Người ta đánh giá là rất là ngon. Rất là chạy rất là đã. Rồi, mình sẽ ghi cái số điện thoại trên tiêu đề. Các bạn nào mà muốn mua thì cứ gọi cho anh Hậu nha các bạn nha. Số điện thoại trên tiêu đề. Mà khi nào mà mình ngắt cái số điện thoại đi á thì có nghĩa là chiếc xe này đã được bán ra rồi. Đó.
đẹp, còn rất đẹp. Rồi, mến chào các bạn. Các bạn xe này là ở tại là thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng các bạn nha. Ngay trước mặt cửa hàng khuôn viên Ba Đình. Ngay trước mặt nhà hàng khuôn viên Ba Đình, nhà hàng tiệc cưới Ba Đình nha các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.